Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, ngày hôm qua Bộ Ngoại giao Nga cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 5 tên lửa trong vụ tấn công của phía Kiev vào trụ sở hạm đội Biển đen của Moscow ở thành phố Sevastopol. Có ít nhất một quân nhân thiệt mạng, phía Ukraine cũng đã xác nhận thực hiện vụ tấn công này. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, trụ sở hạm đội Biển đen nằm tại Sevastopol thuộc bán đảo Crimea đã bị hư hại. Các mảnh vỡ nằm rải rác hàng trăm mét, nhà chức trách đã điều động nhiều xe cứu thương tới hiện trường. Trước đó, thị trưởng Sevastopol Mikhail Razvozhayev nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công bằng tên lửa vào nơi này. Về phía Ukraine, Cục Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Stratcom xác nhận rằng Kiev đã tấn công thành công trụ sở hạm đội Biển đen của Nga ở Sevastopol. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov nói rằng Nga có thể lựa chọn giữa tự đánh chìm hạm đội Biển đen tại Crimea hoặc để Ukraine làm điều đó. Trong khi đó, chỉ huy lực lượng không quân Ukraine Mykola Omatsuk đã nhắc lại những cảnh báo trước đó của Kiev rằng Ukraine sẽ gia tăng các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga ở Crimea. Ông hoan nghênh các phi công của lực lượng phòng không Ukraine. Phía Nga kiểm soát bán đảo Crimea từ năm 2014.